chuyên sang phong cách của báo New York Times Mỹ mới đây có bài viết giới thiệu những nét đặc sắc của thành phố Hồ Chí Minh như một thành phố lớn nhất và tràn ngập sức sống của Việt Nam. Tờ báo nhận định Thành phố Hồ Chí Minh, hay được nhắc đến với cái tên Sài Gòn, là nơi gắn liền với dòng chảy lịch sử, in dấu nhiều thập kỷ chiến tranh nhưng lại mang tới cảm giác mới lạ đến kinh ngạc cho bất kỳ ai đến đây. Chỉ sau một thời gian ngắn đầu tư nước ngoài đổ vào Việt Nam, cộng với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng và lực lượng lao động dồi dào, Thành phố Hồ Chí Minh nổi lên là điểm đến đầy sức sống, có phong cách riêng và tràn đầy sức trẻ. Nhiều tòa nhà cao ốc mọc lên ở khắp nơi, nhưng thành phố vẫn giữ được những nét truyền thống. Thành phố là hội tụ của hai thái cực, một cuốc xe ôm chỉ với giá 50 sen tương đương với 12.000 đồng, hay một bữa ăn đồ nhật giá 150 đô la tương đương với 3,6 triệu đồng đều có thể dễ dàng tìm thấy tại đây. Ẩm thực đường phố ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn là thứ đặc sắc hơn cả. Khu du lịch suối Tiên và Bảo tàng Phụ Nữ cũng là hai địa điểm đặc sắc bài báo cho rằng khách du lịch không nên bỏ qua.